Buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa ông ta đến tham quan một siêu phẩm nhà đẹp ngang 4, độ dài 18m, có thang máy, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Khối, sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây, thuộc khu vực phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một siêu phẩm nhà đẹp độc đáo, mới lạ năm 2023, với giá bán đang chào ra tương đối mềm và cực kỳ hấp dẫn. Và chúng ta đang đứng ở khu vực không gian phòng khách tầng lấn ngược phía sau của căn nhà phố ngang 4, độ dài 18m, xây phun đất, thiết kế độc đáo theo mẫu kiến trúc nghỉ dưỡng năm 2023, có thang máy nha mọi người. Và chúng ta đang đến với không gian khu vực lấn ngược phía đằng sau của phòng khách. Và chúng ta sẽ đến với mặt tiền, mặt chính của siêu phẩm nhà phố trong buổi chiều ngày hôm nay. Một siêu phẩm nhà đẹp ngang 4, độ dài 18m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu, có thang máy 450kg, đang tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Khối, sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây, thuộc phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Mặt tiền được làm những cái lam chống nắng rất là đẹp và cực kỳ sang. Ở đây chúng ta thể thấy mặt tiền này với hệ thống camera quan sát, và khu vực này phải nói là cực kỳ đẹp. Một sẹt đường trước nhà tới 8m, rất là gần với mặt tiền đường chính đường Nguyễn Văn Khối, khu vực hẻm cụt, nhiều cây xanh, kế bên là biệt thự và nhà phố cao cấp, một trong những siêu phẩm nhà đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay đang được Huy Hùng gửi đến tại đình mua nhà. Quý vị quan tâm đến căn nhà gần công viên Làng Hoa thì hãy gọi cho Huy Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Căn nhà này thì gia chủ thiết kế với hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài và một lớp cửa nhôm bên trong. Vô trong đây sẽ là khu vực gara xe hơi dài 8m, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ và đậu thêm được nhiều xe máy nữa nha mọi người. Phía dưới nền gara xe hơi thì có ốp gạch 60m2, hai bên tường có ốp đá trang trí kết hợp với đèn trần, đèn led rất là lung linh. Đây là mẫu nhà phố thiết kế theo kiến trúc nghỉ dưỡng năm 2023. Vị trí này thì gần kề bên công viên Làng Hoa, sát bên chợ và nhà thờ Thông Tây. Đặc biệt căn nhà mình có thang máy nên rất là phù hợp cho gia đình có người già lớn tuổi hoặc ở đại gia đình. Một trệt, một lửng và 3 tầng lầu theo mẫu kiến trúc lấn ngược. Quý vị sẽ có gara xe hơi rộng, phòng khách phía sau, phòng bếp trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và tới 6 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng đông bắc, phù hợp cho đại đình mình phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý vị đang đến tham quan một siêu phẩm nhà đẹp độc lạ năm 2023. Một siêu phẩm nhà phố thiết kế theo kiến trúc nghỉ dưỡng với giá bán chỉ 13 tỷ 100 triệu đồng còn thương lượng. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực lấn ngược phía đằng sau thì có giếng trời rộng, có quạt trần bên trên, có cây xanh và có trồng cây xanh ở đây kết hợp với bộ sofa rộng ở khu vực lấn ngược phía đằng sau, tạo nên cảm giác căn nhà mình rộng và thoáng hơn nhiều so với những căn nhà khác. Và đây là một trong những siêu phẩm nhà phố có thang máy thiết kế độc lạ mẫu mới năm 2023. Nên là quý vị nào đang tìm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có thể alo trực tiếp đến Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng. Giá bán là 13 tỷ 100 triệu đồng còn thương lượng, hướng đông bắc, cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Văn Khối 30m thôi. Và sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây, di chuyển qua sân bay Tân Nhất 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút thôi. Mua nhà thì gia chủ để lại toàn bộ nội thất như trong video Hùng quay. Và ở đây thì Hùng đang chiếu ngược ra khu vực gara xe hơi này. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh luôn. Nhà mình có tới 6 phòng vệ sinh nhá, khu vực gara xe hơi nha quý vị. Và đây là cầu thang để chúng ta leo lên không gian bếp trên tầng lửng nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên không gian lửng, khu vực không gian phòng bếp, với một không gian thiết kế rất là đẹp của căn nhà phố ngang 4, độ dài 18m. Thiết kế theo mẫu kiến trúc nghỉ dưỡng năm 2023. Không gian bếp này thì gia chủ tặng kèm mình bộ bàn ăn 8 ghế này, với hệ thống tường được ốp kính, tạo nên không gian bếp rộng hơn và thoáng hơn. Và đặc biệt không gian bếp của căn nhà ngang 4, độ dài 18m này thì cũng rất là rộng, nên quý vị thấy này, khu vực tủ bếp sẽ được thiết kế nằm ngang với khu vực để tủ lạnh, khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và khu vực để lò nướng. Phía bên ngoài không gian bếp thì có cửa sổ 4 cánh, cửa lùa và dàn bảo vệ kết hợp với cây xanh bên ngoài. Chúng ta đang đến với không gian bếp của siêu phẩm nhà đẹp ngang 4m, độ dài 18m, có thang máy, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Khối, ngay kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây, thuộc khu vực phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mẫu nhà đẹp nhất năm 2023 nha quý vị. Quý vị đang cùng Huy Hùng trực tiếp tham quan không gian bếp của căn nhà, khu vực bếp ở khu vực lấn ngược nhé. Và không gian bếp này thì quý vị có vệ sinh luôn. Căn nhà mình thì có tới 6 phòng vệ sinh kết hợp với một phòng tắm ngoài trời và một phòng xông hơi khô đá nóng.
Ở đây thì ngay đây thì quý vị sẽ có một cái sảnh xuôi ngược ra khu vực phòng khách phía sau này, có cây xanh, có những bức tường được ốp đá trang trí và có một phòng vệ sinh ngay không gian của phòng bếp tầng lửng để chúng ta tiện sử dụng. Ở đây thì sẽ có vòi tắm hoa sen, có bồn cầu, lavabo rửa mặt và có gương soi đèn LED. Tất cả phòng vệ sinh thì gia chủ đều sử dụng quạt hút mùi cho nó thoáng không gian phòng vệ sinh nhé. Khu vực cầu thang ở đây thì sử dụng cầu thang treo và chúng ta di chuyển lên lầu 2 để tham quan không gian 4 phòng ngủ nha mọi người. Và chúng ta sẽ tiến vào không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Hai phòng ngủ trên đây thì cũng được thiết kế giống phía dưới nha. Chúng ta sẽ có giường ngủ này, có tủ áo này và có cái phòng ngủ này thì khác biệt có một cái ban công thôi. Ban công là hệ thống mở với dàn lam bên ngoài và cây xanh được trồng phủ kín ban công. Đó, rất tuyệt vời nha quý vị. Ở đây thì giường ngủ đổi màu với màu đậm hơn, kết hợp với chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo và sàn vẫn là sàn gỗ cao cấp, gỗ cao cấp nha quý vị. Và có đèn LED chiếu sáng cho những trang trí. Phòng này thì cũng có tủ áo âm và có vệ sinh trong luôn. Đây là không gian của phòng vệ sinh trong này. Phòng vệ sinh cũng khác một chút xíu với một lavabo rửa mặt, gương soi đèn LED, ốp gạch phun trần và bồn tắm nằm kết hợp với đèn chiếu sáng. Đặc biệt phòng vệ sinh này thì quý vị sẽ có giếng trời này. Đây, phòng vệ sinh này có giếng sáng này, rất tuyệt vời nha. Đúng là có kiến trúc thiết kế có khác căn nhà mình, tạo cảm giác đẹp hơn. Và đây là khu vực cầu thang máy. Đây là thang máy 450kg nha, thang máy gia đình nha quý vị. Thang máy này của Đức nha, rất là chắc chắn và kiên cố. Và kế bên của thang máy thì quý vị sẽ có một giếng trời này. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Phòng ngủ này thì cũng được trang bị full nội thất, bao gồm đầy đủ như là tủ áo, máy lạnh, cửa sổ ra khu vực sân sau, giường ngủ 2m, chân ga gối nệm, đèn chiếu sáng rất là lung linh và trang trí cũng như là vệ sinh trong. Đây là đầu giường nha mọi người. Đầu giường này ngang 4, độ dài 18m, xây hầu như là hết đất và giá bán gia chủ chỉ chào bán là 13 tỏi, 100 triệu đồng thôi. Quý vị quan tâm căn này thì hãy alo cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem, tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng. Và căn nhà này thì có thang máy 450kg, vị trí đẹp, ngay kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thượng Thông Tây. Và chúng ta lên khu vực lầu 4, khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Khu vực này thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ bên ngoài với hệ thống cây xanh, sàn ốp gạch 60m2, có bộ bàn ghế mây ở đây và trên trần thì có ốp tre kết hợp với đèn trần. Và bên ngoài này quý vị sẽ có không gian sân thượng trước với cây xanh và hệ thống cửa lùa với những dàn lam bên trên. Đối diện nhà mình là những căn biệt thự siêu to khổng lồ, khu biệt thự Làng Hoa thuộc trục đường Nguyễn Văn Khối, ngay kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán là 13 tỷ, 100 triệu đồng. Quý vị quan tâm đến căn nhà một trệt, một lửng và 3 lầu có thang máy 450kg này thì hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Không gian phòng thờ được gia chủ bố trí và thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Quý vị quan tâm căn này thì hãy alo cho em để đến xem và sở hữu ngay. Một không gian rất tuyệt vời. Khu vực thang máy sẽ đi lên tới khu vực sân thượng. Và kế bên đây thì quý vị sẽ có không gian tủ để đồ và phòng xông hơi khô. Phòng xông hơi khô đá nóng này. Đây. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có không gian phòng tập thể dục, tắm ngoài trời cho em bé. Đây. Và khu vực để máy giặt phơi đồ kết hợp với dàn phơi thông minh ở cuối nhà. Ngang 4, độ dài 18m, hướng đông bắc, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Khối, ngay kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây. Giá bán chỉ có 13 tỷ 100 triệu đồng, thương lượng mạnh. Quý vị quan tâm căn này thì hãy alo cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng. Huy Hùng xin chào và hẹn lại quý vị ở những video lần sau.